Chào các bạn, hôm nay Quỳnh Mai nấu xôi lá sen, thứ loại xôi diêm xanh của người Tàu. Các bạn xem cho vui nha. Bây giờ Quỳnh Mai đã do trong cái nồi cơm điện 3 chén nếp, ba chén ăn cơm đó các bạn, đã vo sạch và đổ nước vào cao cỡ một lóng tay. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ có cái chén này, Quỳnh Mai sẽ cho vào một muỗng xì dầu. Đó. Các bạn nhìn thấy Quỳnh Mai chế vào một muỗng xì dầu và một muỗng dầu ăn các bạn. Đó, một muỗng dầu ăn. Và Quỳnh Mai sẽ cho nửa muỗng canh bột nêm con gà. Xong rồi thì Quỳnh Mai sẽ quậy cho nó đều đều lên và đổ vào trong cái nồi nồi nếp. Và dùng muỗng quậy cho cái bột nêm con gà đó nó tan đều ở trong cái nồi nếp. Mai múc mấy nước trong nồi tráng rồi cái chén, tại vì nó còn dính ở trong cái chén đó các bạn. Nếu các bạn thấy cái màu nó còn hơi lợt thì xịt thêm miếng nước tương, miếng xì dầu đó các bạn. Mình thấy cái nước của cái nồi nếp này nó hơi lợt nên nha, Quỳnh Mai xịt thêm một miếng xì dầu. Rồi cái màu coi được rồi thì Quỳnh Mai sẽ bỏ vào nồi cơm điện và nấu nó các bạn. Nấu xôi điểm sắm của người Tàu thì như vậy. Rất dễ, không có cầu kỳ. Rồi Quỳnh Mai sẽ vậy nắp lại và bắt đầu nấu nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy Quỳnh Mai đã bật lửa lên rồi và chờ cho nó chín thôi. Trong khi chờ xôi nó chín thì Quỳnh Mai sẽ đi làm nhân. Bây giờ tới phần làm nhân. Quỳnh Mai bắt chảo lên cho nóng và đổ vào chút xíu dầu. Và đợi cho dầu sôi lên thì Quỳnh Mai sẽ bỏ vào củ hành tím. Cái củ hành tím này các bạn không có để vô trong máy xay để xay mà phải cắt khoanh khoanh như thế này. Xào cho nó thơm các bạn, chừng nào nó vàng
nó thơm lên rồi mới bỏ mấy thứ khác vô. Vậy lát mình gói vô trong cái bánh đó. Cái củ hành này sẽ làm cho cái bánh mình thơm ngon đó các bạn. Nhưng mà phải để cho nó vàng chứ nó chưa vàng thì nó cũng không có được thơm. Nó sẽ còn hôi mùi hành. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ đổ tôm khô vào. Tôm khô này Quỳnh Mai đã bỏ nước vô và bỏ vô máy hâm 1 phút cho nó ra chất dơ với chất mặn các bạn. Xào tôm khô và kế đó là lạp xưởng. Lạp xưởng này mai cắt xé xé như thế này. Và đây là thịt đã ram chín rồi. Bây giờ mai cũng bỏ vô xào luôn. Trong khi xào đó Quỳnh Mai bỏ vô một chút xíu bột nêm con gà. Đây một chút xíu bột nêm con gà các bạn cho nó đậm đà. Chúng ta hôm nay sẽ trộn đều lên rồi thơm lắm rồi đó các bạn. Đợi cho lạp xưởng nó chín rồi ngày mai sẽ tắt bếp. Rồi vậy là món nhân đã xong, ngày mai tắt bếp. Quỳnh
Mai đã nấu xong phần nếp và phần nhân. Còn đây là lá sen Quỳnh Mai hái ở ngoài vườn rau. Các bạn nhìn thấy lá sen to ghê không? Quỳnh Mai dự định gói 4 cái bánh. Thì đây Quỳnh Mai hái 4 lá đã ngâm ở trong nước, rửa sạch và ngâm trong nước nóng để cho nó dịu lại đó các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai bắt đầu gói, các bạn nhìn xem cho vui nha. Trước hết thì Quỳnh Mai sẽ bỏ nếp đã nấu chín xong rồi, đã nêm gia vị vô trong nếp rồi, thì Quỳnh Mai sẽ bỏ vào trong cái lá sen. Chúng ta đè nó ra cho nó mỏng, cũng như mình bán xôi gì đó các bạn, như mấy người bán xôi nhặn nhặn lên trong cái lớp lá chuối thì mình nhặn nhặn trên cái lá sen cho nó mỏng ra đó. Rồi bên đây các bạn canh sao mà để cho vừa gói cái lá sen to lớn to hay nhỏ. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào đây một cục thịt heo đã ram, hai miếng lạp xưởng với lại tôm khô đó các bạn, với vài miếng củ hành hồi nãy mình đã xào chung với mấy món này ăn cho nó thơm đó. Tùy các bạn ăn ít hay nhiều, nếu nhân nhiều thì ngon chứ không có gì hết các bạn. Đó xong rồi mình để nếp lên trên. Mình sẽ múc một miếng nếp nữa mình bỏ lên trên, giống như mình gói bánh chưng vậy đó. Rồi Quỳnh Mai sẽ bắt đầu gói lại, mình bỏ cho nó phủ cái nhân đi. Chà, cái bánh này cắt lớn lắm. Rồi Quỳnh Mai sẽ gói lại cho các bạn xem. Đây là xôi gói lá sen của người Trung Quốc trong phần ăn điểm sắm đó các bạn. Quỳnh Mai đã gói xong 4 gói xôi lá sen các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đem nó đi hấp cỡ chừng 15-20 phút cho cái mùi lá sen nó thấm vô trong cái xôi, nên người ta gọi là xôi lá sen. Quỳnh Mai đã bỏ 4 gói xôi lá sen vào trong sẵn hấp cỡ 15 phút sau thì Quỳnh Mai sẽ lấy ra và Quỳnh Mai sẽ có gói xôi lá sen của điểm sắm diêm sắm. Sau khi hấp 15 phút, Quỳnh Mai đem nó ra và nó đã chín rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái lá sen nó đã tái màu rồi. Vậy là Quỳnh Mai đã làm xong món xôi lá sen. Video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để Quỳnh Mai có sức mạnh, có động lực làm nhiều video khác hay hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.